biểu tình yêu cầu khởi tố cán bộ tiếp tay bao che cho Formosa, yêu cầu Formosa cút khỏi Việt Nam, yêu cầu khởi tố các lãnh đạo đã bao che tiếp tay cho Formosa tồn tại là thông điệp chính của một nhóm công dân xuống đường biểu tình vào sáng ngày 26 tháng 7 năm 2016 tại nhiều điểm ở tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương và Sài Gòn. Khoảng 10 công dân Việt Nam sống tại Sài Gòn đã quy tụ lại với nhau biểu tình bằng xe máy tại nhiều điểm ở Sài Gòn, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Dương với nội dung biểu ngữ cầm tay Formosa cút khỏi Việt Nam, yêu cầu ông Trần Hồng Hà từ chức, yêu cầu khởi tố Formosa và đồng bọn. Tuy nhiên, tại Bình Dương, nhóm người này đã bị hai người lạ mặt theo dõi. Bạn trẻ Nguyễn Mạnh Hiền tham gia cuộc biểu tình này chia sẻ. Qua cái vụ cá chết ở miền Trung, từ mấy tháng trước là người dân đã biết và đã chỉ đích danh thủ phạm là Formosa. Nhưng mà chính phủ phải mấy tháng sau mới công bố gọi là kẻ gây ra thôi, chứ không có một cái động thái gì để gọi là xử lý công ty, cái tập đoàn đó. Trong khi đó những người dân thường là dân Việt Nam, đồng bào của mình chỉ làm những cái điều rất nhỏ. Ví dụ như hôm vừa rồi có vụ sự hai thanh niên trộm bánh mì mà bị xử tù đó. Trong khi đó cái tập đoàn Formosa này nó gây ra cái thảm họa diệt chủng như vậy thì lại nhơn nhơn không hề bị gì. Qua cái sự kiện này thì em yêu cầu là khởi tố Formosa và những kẻ bao che, những kẻ đã dẫn đường cho Formosa. Hãy tin tưởng vào những cái tiếng nói của mình, tin tưởng vào sức mạnh của mình. Tiếng nói của mọi người sẽ có tác động rất lớn. Không nên tiếp tục thờ ơ im lặng vì tương lai dân tộc, vì tương lai đất nước. Hãy sát cánh cùng nhau bảo vệ môi trường sạch cho con cháu Việt Nam là lời kêu gọi của bà Thu Nguyệt. Bà Thu Nguyệt là một trong những người nhiệt tình tham gia nhiều cuộc xuống đường tại Sài Gòn. Bà chia sẻ với chúng tôi. Thì tôi biết rằng Việt Nam sắp sửa bị diệt vong vì những ô nhiễm chất độc của công ty Formosa. Tôi muốn đi tuần hành như vậy để cho mọi người dân biết rằng là mình phải có trách nhiệm với đất nước và bảo vệ môi trường của mình. Tất cả mọi người dân Việt Nam phải biết cái trách nhiệm của mình và giữ được môi trường trong sạch cho con và cho cháu mình sau này. Tôi muốn những người dân mà phải lên tiếng và phản đối và làm cách nào đó cho nhà cầm quyền Việt Nam phải có trách nhiệm với người dân, phải làm sao đó để ép buộc Formosa phải đóng cửa và người dân đừng lên im lặng và hãy lên tiếng cùng chúng tôi ạ. Bà Nguyệt cũng cho hay, tại các điểm biểu tình, người dân đi đường khá ngạc nhiên, chú ý và dừng xe, đọc các nội dung của các biểu ngữ. Cách đây mấy ngày, mạng lưới blogger Việt Nam kêu gọi người dân xuống đường vào ngày Chủ nhật 31 tháng 7 năm 2016 với mục đích đối với Formosa, đòi hỏi phải giám định lại những thiệt hại đối với môi trường, đời sống người dân phải được thực hiện bởi những chuyên gia thẩm định, chuyên môn, độc lập để việc bồi thường được thực hiện công bằng, thỏa đáng. Xử lý hình sự những cá nhân có trách nhiệm liên đới bao che. Chấm dứt hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh tại Việt Nam. Và mạng lưới blogger Việt Nam đòi buộc nhà cầm quyền khởi tố các quan chức đã tiếp tay, đồng lõa bao che cho Formosa hoạt động tại Việt Nam như ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, vì đã không có những quyết định ngay từ đầu để cảnh giác người dân về tình trạng hiểm nghèo do biển cá bị nhiễm độc. Ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã lừa dối người dân về nguyên nhân dẫn đến tình trạng cá chết khi ông ta tuyên bố tảo nở hoa và thủy triều đỏ là thủ phạm. Ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã mị dân bằng hệ thống truyền thông đưa tin, bài vở đánh lừa dư luận, cộng với hành động mời nhiều nhà báo đi ăn cá biển tại nhà hàng Hải Yến để minh chứng cho sự an toàn của thực phẩm và nước biển. Đồng thời, đòi buộc nhà cầm quyền phải minh bạch số lượng hóa chất độc hại mà Formosa đã thải ra biển và nguyên nhân tử vong của người thợ lặn Lê Văn Ngày vào ngày 24 tháng 4 năm 2016 vừa qua, sau khi lặn làm việc gần khu vực xả thải của nhà máy thép Formosa, cũng như số phận của nhiều thợ lặn khác.
Người dân xuống đường ôn hòa luôn bị nhà cầm quyền ngăn chặn bằng bạo lực, bất kể vì lý do gì. Kể cả những lý do như chống Trung Cộng xâm lấn biển đảo mà nhà cầm quyền luôn khẳng định là thuộc chủ quyền của Việt Nam, hoặc hoan nghênh phán quyết Tòa án Trọng tài Thường trực của Liên Hợp Quốc về đường lưỡi bò. Thưa quý vị, cuộc xuống đường chống Formosa, kẻ đã nhận tội hủy hoại môi trường Việt Nam, gây thảm họa cho người dân Việt Nam, dự kiến vào ngày 31 tháng 7 năm 2016 này, chắc chắn không ngoại lệ. Nhà cầm quyền luôn muốn môi trường trong lành, nơi mà người dân bị biến thành đàn cừu, chỉ tuân theo mệnh lệnh của nhà cầm quyền, bất kể đúng sai.